Vâng, đầu năm mới xin chúc tất cả chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn. Có nghĩa là đây là sản phẩm đầu tiên hôm nay được ra mắt và giới thiệu tại xe Brame để gửi tới tất cả anh chị nhân dịp đầu năm mới. Thì cũng xin thưa các anh chị, nếu các bác nào thực sự quan tâm đến mẫu xe Mercedes mà chúng ta không phải lo về cái chi phí bảo dưỡng, bảo trì của xe, bởi vì chiếc xe này nó là một chiếc xe gầm cao, Formatic, dân động 4 bánh toàn thời gian, vượt mọi địa hình một cách vô cùng dễ dàng. Và dòng này đặc biệt là máy 3.0 nhưng lại rất lành tính và tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Các bác nào đang đi GLK 300 Formatic thì biết rồi, cái này có bản 200, bản 250 và bản 300. Thì đây là bản 300 Formatic, bản cao cấp nhất, ở một mức giá vô cùng là hợp lý. Lúc mới thì chúng ta phải sở hữu nó và bỏ ra khoảng 3 tỷ, trên 3 tỷ một chút. Nhưng ngày hôm nay thì nó chỉ có giá là 460 triệu. Nhưng các chị đã mua được một chiếc xe được phép bao test chính hãng, nguyên zin nguyên bản, bán hàng có văn bản cam kết, chẳng hạn như xe không đâm xô, không tủy kính ngầm nước và máy móc là nguyên zin. Xe màu trắng mẹ mắng cũng mua, thực sự là đầu năm và được cái biển thủ đô nữa. Thì các bác nào ở thủ đô hoặc thành phố Hồ Chí Minh thì phải nói là sở hữu cái mẫu xe này thì là vô cùng là tiện ích để đỡ mất 20 triệu tiền biển. Vậy thì bây giờ xin mời các bác có thể cùng nhau với xe đam mê chúng ta có thể đi quanh một vòng để thấy rằng cái vẻ đẹp đấy, của chiếc xe. Các bác có thể thấy rằng ở một cái giá tiền này chúng ta chỉ mua được một chiếc mô linh thôi, nhưng các bác đã sở hữu được, thay vì đó chúng ta đã sở hữu được một mẫu Mercedes vô cùng là đẳng cấp và quý giá đấy, tại xe đam mê cho đến thời điểm bây giờ. Thì phải nói là đây là một chiếc xe Mercedes, thì các bác thấy là không ngẫu nhiên mà thương hiệu xe Mercedes lại đứng đầu toàn cầu về doanh số. Bởi vì xe Mercedes là một dòng xe mang lại cho chúng ta rất nhiều cái cảm xúc, cái ấn tượng, cái giá trị bằng những vật liệu cao cấp và những cái tính năng an toàn. Đấy, thì nó luôn luôn là đứng đầu phân khúc các bác nhé. Đó, cái này là gầm cao, 5 chỗ ngồi, khá là rộng rãi, đẹp, chắc chắn. Và vận hành chiếc xe này thì báo cáo với các bác là nó vô cùng sướng. Khi chúng ta đã cầm lái xe Mercedes thì nó có một cái cảm giác cực kỳ là thú vị và đặc biệt. Và khi chúng ta chuyển sang chạy những dòng xe Nhật, xe Hàn thì thường là không tìm được cái cảm giác ở những chiếc xe Mercedes. Độ cách âm trông ổn, độ chắc chắn và độ dày dặn và độ an toàn đó. Tất cả mọi thứ, độ chính xác cực kỳ cao và những vật liệu cao cấp thì bền vượt thời gian. Đặc biệt là trải nghiệm những dàn âm thanh, nếu các bác nào là tín đồ của âm thanh thì thực sự xe Mercedes sẽ luôn luôn làm cho các bác có thể hài lòng ngay đấy, khi chúng ta mở những nút nhạc đầu tiên. Đó, một chiếc xe có nguyên zin nguyên bản thì các bác có thể nhìn nó rất là đẹp, chẳng hạn như đèn tích hợp bao rẽ trên gương, 4 phanh đĩa ABS hiệu suất cao, cảm biến cảnh báo va chạm 4 xung quanh xe đấy, có rửa đèn, đèn auto đấy, ga tự động cruise control và hạn chế tốc độ. Vậy thì chúng ta đi vào phần chi tiết luôn đó. Ở cái phần đèn thì nó nói lên giá trị và chất lượng của chiếc xe. Cái này là thích ứng góc lái, các bác cua thì nó sẽ liếc theo góc lái để chiếu điểm mù. Nó trang bị đèn bi và cái đèn wow, trong suốt như pha lê. Các bác có thể thấy là giá trị và chất lượng của nó tốt lên như vậy đấy. Qua thời gian thì không nói lên tuổi tác. Và đây có rửa đèn và cảm biến cảnh báo va chạm thì bốn xung quanh xe, phía trước phía sau. Ở dưới này thì có giải đèn LED các bác nhé, với như thanh mại chrome, trang trí rất là đẹp. Những cái logo thương hiệu của Mercedes luôn luôn là ngôi mệnh danh là ngôi sao ba cánh, mang lại cái sự may mắn cho chủ nhân các bác nhé. Đó. Và các bác có thể thấy là qua thời gian nhưng tất cả những thanh mại chrome, bởi vì nó được xây dựng lên tất cả từ những chất liệu cao cấp, lên còn sáng bóng như mới các anh chị ạ. Đó. Sáng bóng như mới và phần đèn bên phụ thì các bác cũng không thất vọng một chút nào. Khi sở hữu những mẫu xe Mercedes thì đây là minh chứng qua thời gian các bác nhé. Đó. Và lắp capo thì bao giờ xe Mercedes cũng có cái phần lắp capo rất là dài đấy, để tạo cái khoảng cách giữa đầu xe và người ngồi trong xe nó cách xa, khi xảy ra tai nạn thì nó luôn luôn được đảm bảo cái độ an toàn cho người ngồi trong xe. Ngoài những vật liệu cao cấp, chẳng hạn như cái vỏ xe bình thường thì các bác có thể thấy là những cái vỏ xe này đấy, thì bình thường nó là tôn sắt thép bình thường, nhưng riêng của xe Mercedes nó là hợp kim đấy, nên khi xảy ra tai nạn cực kỳ mạnh thì nó sẽ xảy ra là vỡ vụn như kính đấy, nó không như sắt thép bình thường mà đâm qua kính gây tai nạn đó, nhưng mà phải va chạm rất mạnh đấy. Còn va chạm bình thường thì nó chỉ chảy xước sơn thôi, vì cái độ cứng của nó rất là cao các anh chị nhé, đấy, rất là cao luôn. Đó là sự khác biệt. Và cái này thì được trang bị la răng 18 inch đấy, lốp dày, 4 phanh đĩa hiệu suất cao, có cảm biến khóa mở cửa, đèn tích hợp bao rẽ trên gương. Và chất lượng của xe thì miễn bàn,
Và đây là minh chứng đầu tiên thời gian và sự khác biệt của chiếc xe. Thì đây là bên phụ, nhưng ghế của nó đã được ưu tiên là 3 vị trí như ghế, và ghế toàn bộ được chỉnh điện. Và vật liệu của nó qua thời gian thì các bác nhìn cho em, sần như mới. Đấy. Loa thì trang bị khắp nơi, hệ thống loa của Mẹc thì nó hay rồi. Và đây là nhôm xi rất là đẹp. Đấy. Từng đường kim mũi chỉ của nó, độ tinh xảo rất là cao, và sự hoàn thiện của chiếc xe thì đạt độ chính xác gần như tuyệt đối các bác nhé. Mở cửa thì đều có đèn soi. Đó là minh chứng. Cái này thì chúng ta ngoài những cái chế độ chuyển ghế thì chúng ta có thể nâng hạ đầu được. Thì cái này, nút điện này. Đó. Thì tôi có thể ví dụ đây, các bác có thể này, hạ từ cái tựa đầu này, nâng lên hạ xuống đều bằng điện. Đấy. Độ nghiêng, độ ngả tất cả là bằng điện hết. Đó các bác. Và các anh chị có thể thấy là đây là một chiếc xe hơn chục năm. Nhưng cái ghế của nó tại sao lại còn nguyên zin nguyên bản như thế này? Đấy. Bởi vì tất cả cái ghế này là được trang bị da thú xịn. Đấy. Lên qua thời gian độ bền của nó lên đến tuổi thọ lên vài chục năm vẫn mới đẹp các bác này. Đó, các bác có thể thấy sự khác biệt. Còn cái ghế bình thường chúng ta là ghế công nghiệp hoặc hóa học thôi, chứ không được những cái ghế da xịn sò như này. Đấy, nó bền. Thì đấy là cái giá trị đúng là tiền ảo của ấy. Không ngẫu nhiên mà xe Mẹc lại lên ngôi, được tất cả các tỷ phú, các nguyên thủ quốc gia và những chính khách đều phải sở hữu nó, là những cái lý do. Đấy, các bác có thể thấy đây, những cái vật liệu qua thời gian nó cứ đẹp như mới thôi. Đây, và nhựa mềm để tăng cái độ cách âm, chống ồn tốt, đúng không ạ? Đấy, cái này số này, tự động nhé. Và số tự động điều hòa auto tự động hai vùng đồng lập. Đấy, ổ CD 6 đĩa trải nghiệm dàn âm thanh cực hay, và có một màn hình thông số nhỏ trên này. Đấy, các bạn, đây là một chỉnh bản trung tâm toàn bộ nhôm phay này. Rất tuyệt vời, và đây chi tiết của nó được ốp gỗ, rất là tuyệt vời. Qua thời gian cái da của nó các bác nhìn này. Đấy, những cái xe bình thường thì trong bong chóc, bợt hết rồi, rách dưới hết rồi. Nhưng không, đây, nó vẫn như mới thôi các anh chị này. Từ cái phím chỉnh điều hòa hai vùng này, đấy, nghe cứ tanh tách này, đó, tuyệt vời luôn nhé. Cảm biến cảnh báo va chạm bốn quanh xe, và từ cái phần trần của nó, cái đèn trần thiết kế như máy bay luôn, đấy, và cái trần của nó còn đẹp như mới các anh chị này, đó. Thì chỉ cần nói như vậy thôi mà các bác nào đi xe Mẹc thì quá hiểu về nó rồi. Cái mùi thơm quyến rũ của xe Mẹc từ lúc mới cho đến lúc vứt xe đi vẫn như vậy, đấy, bởi vì nó được xây dựng lên là từ vật liệu cao cấp, đấy, để tăng cái độ khỏe khoắn chắc chắn cho chiếc xe. Thì ngay cái bản nề đây ạ, và ngay cái bản nề của nó cũng khác biệt, các bác nhìn này, đúc nguyên khối và rất to này, rất to này, logo thương hiệu của Mẹc khắp nơi này, bản nề thôi. Đấy, chỉ có cánh cổng nhà các bác chưa chắc có bản nề khỏe khoắn như này, nhưng mà nó chỉ giữ cái cánh cửa thôi. Tại sao đóng cửa xe Mẹc thì đây, các bác có thể thấy ngay cái tiếng đóng cửa của xe Mẹc khác biệt, và cực kỳ chắc, và có bậc bước lên bước xuống các anh chị nhé. Đó. Và hàng ghế sau thì cũng vô cùng là rộng rãi rồi, các bác không phải lo về độ rộng rãi, và có cửa gió điều hòa phía sau. Đó các anh chị nhé, đây này. Đấy, ghế zin nguyên bản qua thời gian nhé. Đấy, từ cái tựa đầu của nó thì còn sang xịn, và cái này có thể nâng lên hạ xuống nhé. Thì các bác bấm vào đây thì có thể nâng lên hạ xuống này. Đấy, nó rất tuyệt vời, từ cái tựa đầu rất là sang xịn. Đấy, đẳng cấp đúng xe Mẹc lên ngôi. Đây thì có bệ tì tay để cốc này, bấm đây thì có để điện thoại này, bấm đây có để cốc này. Đấy, rất tiện ích. Đấy, rất tuyệt vời. Không thì các bác đi đông người thì các bác có thể gập lên là ok. Đấy, tựa đầu của xe Mẹc thì các bác cứ nhìn này. Đấy, nó thế này cơ mà, đúng là tiền nào của ấy. Nên là tôi nói rằng các anh chị mà sở hữu mẫu xe này thì ôi rồi, nó là tuyệt vời mặt trời. Ngoài cái sự vận hành ngồi sướng chắc, cách âm trông ổn tốt, đấy, chính xác về mọi tiêu chí, nhưng nó an toàn. Đấy, con này lại dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Đấy, thì nó vô cùng đẳng cấp rồi. Đấy, vượt mọi địa hình các bác nhé, lầy lội rừng núi rồi các kiểu của đà điểu hoặc đường băng. Đèn của nó qua thời gian còn rất mới, và còn rất mới và đẹp các anh chị nhé. Đấy, đây là bản Formatic. Đấy, cái này là các bác ơi, cần nhìn chữ Formatic này là hai cầu rồi, hai cầu rồi các anh chị này. Đây là GLK 300. Đấy, GLK 300. Đấy, vậy thì đằng sau đấy, nó quá rộng rãi các anh chị nhé. Và thực sự nó quá rộng chứ không phải là rộng bình thường đâu. Đây, thực sự nó quá rộng rãi. Đấy, rộng như thế này cơ mà. Đó à, các bác có thể thấy nè. Đấy, bông băng của xe Mẹc nè, bao giờ cũng được trang bị đấy, tối ưu những cái gì nó an toàn nhất. Đấy, bông băng xe Mẹc cũng trang bị ở trên xe, khi xảy ra vấn đề gì thì đều có những cái sản phẩm để cứu hộ. Đấy, băng bó cho chúng ta, có thể là chảy máu xước sát. Đấy, phải nói là người ta tính toán đến một sự an toàn triệt để mọi vấn đề,
cao cấp nhất. Và cái lị qua thời gian thì các anh chị nhìn này, đấy, như mới luôn nhé. Đấy, từ cái phím này để mở cái hộp đồ lên này, nó cũng tuyệt vời này. Đấy, và dưới này nó nhiều tầng tầng lớp lớp, lớp dự phòng này, mọi cái. Và tôn giá thép qua thời gian các bác nhìn này, cứ như mới thôi, không bao giờ han được. Bởi vì nó là những vật liệu cao cấp. Đấy, vật liệu cao cấp các anh chị nhé. Đó, đây này, kích này, hộp đồ này. Đấy, chúng ta có thể thấy này. Đấy, tất cả đồ còn mới tinh như trong hãng luôn này. Sợ chưa? Đấy, đồ này. Đấy, sách hướng dẫn mọi thứ này, có mẹc này. Đây này, kích này, còn mới như thế này, từng con ốc này. Đấy, dự phòng này. Các bác thấy tuyệt vời chưa? Con này nó quá tuyệt vời. Chủ nhân rất giữ, rất giữ. Đây, tầng tầng lớp lớp từ cái tem này. Đấy, nhiều tầng, nhiều lớp để bảo vệ cái này. Quá là tuyệt vời. Đúng, ông chủ đi như thế này đã chỉ cần như thế thôi. Đã biết là chủ nhân quá giữ xe và cốp thì quá là rộng, đúng không ạ? Đèn phanh trên cao, mọi vấn đề. Các bác có thể thấy ngay nhé. Bô thì là bô đôi, cân bằng, cảm biến phía sau. Đấy, từ như thanh mạ cà rôm nó còn mới qua thời gian. Này, các bác nhìn này. Nó mới như thế này. Đấy, đèn này. Đó, tăm nô tăm ni thì đảm bảo với các bác là xe nguyên zin nguyên bản, bán hàng có cam kết. Các bác không cần tới nơi đâu. Chúng tôi chuyển xe đến cho các bác kiểm tra. Đấy, sai thì chúng tôi nhận lại xe. Đấy, sai nhận lại xe các bác nhé. Để các bác hết sức yên tâm. Tất cả là da ghế xịn sò, chai nỉ qua thời gian cực kỳ bền. Các bác này, sướng không? Phê chưa? Đấy, cái này thì có thể lâng lên hạ xuống được. Thì chúng ta bấm vào cạnh này. Lâng lên hạ xuống thì tôi đang cầm một tay. Nó hơi khó một tí nhé. Nhưng lâng lên hạ xuống nhé. Đấy, loa này, các góc các cạnh này, cảm biến này, đèn trần này, mọi thứ còn rất mới các anh chị ạ. Vâng, rất mới luôn. Đấy, và bên này thì cũng có 3 vị trí như ghế, và ghế toàn bộ được chỉnh điện luôn. Gương kính auto toàn phần. Đây, chất liệu và chất lượng qua thời gian thì các bác miễn bản, nguyên zin nguyên bản nhé. Đấy, từ cái số điện thoại tổng đài gọi cho hãng 24/24 đều được ghi trên xe. Đấy, người ta chăm sóc khách hàng đến mức độ như vậy cơ mà. Đấy, là tất cả vị trí này, ga tự động hạn chế tốc độ này, đèn gạt mưa này, đèn auto này, vô lăng ốp gỗ này, xịn sò này, các bác nhìn này. Đấy, nhựa mềm này, cách âm chống ồn tốt qua thời gian, không bao giờ bị bạc màu. Đó là cái giá trị. Gương chống chói chỉnh điện này, gạt mưa tự động này. Wow, tất cả mọi thứ. Đấy, nói một từ là chấm hết. Đấy, chấm hết luôn nhé. Đó, tuyệt vời luôn các bác ạ. Đó, đó, nếu các chị nào thực sự quan tâm đến một cái mẫu xe mẹc này thì đúng là giá trị vô đối luôn. Và đi con này thì nó rất lành, dù động cơ 3.0 V6 nhưng nó rất tiết kiệm nhiên liệu. Các bác chạy nó xem một chục lít thôi, máy thì cũng đang nổ, thì tôi cũng cứ để nổ máy để các bác nghe cái tiếng động cơ. Đây, máy đang nổ nha. Đây, máy rất to và khỏe luôn, và bao zin từng con ốc. Đấy, vật liệu của nó, đây, từ cái, đấy, từ cái giòn keo, mọi vấn đề này, các bác nhìn này, nguyên zin nguyên bản hết nhá. Đó, nó chất lên như vậy. Những sản phẩm của chúng tôi là luôn luôn là những sản phẩm tuyển chọn chất lượng. Đấy, bán hàng có cam kết. À, xe trên thị trường thì có rất nhiều. Đấy, có rất nhiều các anh chị nhé. Nhưng mà giá xe cũ thì chất lượng nó khác nhau, nên chúng tôi không bán những dòng xe kém chất lượng và xe lỗi. Trên thị trường thì cũng có những chiếc GLK 210, họ bán tới 500 triệu, hơn 500 triệu, nhưng có cái bán hơn 400 triệu một chút thôi. Đấy, thậm chí có những cái mà lỗi bán cho tôi 300 tôi không mua, chẳng hạn như đâm xô ngập nước thì có 300 tôi cũng chả mua. Nhưng mà tất cả sản phẩm xe và đam mê là bán sản phẩm nguyên zin nguyên bản, bán hàng có bao test chính hãng và có cam kết bảo hành. Đấy, có văn bản cho anh chị, các anh chị về kiểm tra mà tìm ra lỗi là cứ mang trả xe thôi. Đó, cảm ơn các bác rất là nhiều nhé. Thì các anh chị thực sự quan tâm với mẫu xe này là một mẫu xe vô cùng đáng đi, nó vô cùng giá trị, vượt thời gian. Một dòng này cực kỳ lành tính và khỏe khoắn. Được cái là bản hai cầu Formatic nữa, thì chúng ta đi mọi địa hình, trèo đèo lội suối lại gầm cao. Đấy, vừa sang vừa xịn, vừa mịn, lại trắng ngọc trinh thì còn gì bằng nữa, đúng không ạ? Mà đầu năm mới thì cũng xin phép bán cho các bác một cái giá để các bác có thể tham khảo. Thì thực sự giá trị chất lượng chiếc xe đẹp như thế này rồi. Đấy, với giá là 460 triệu thay vì chúng ta phải bỏ ra tới 3 tỷ đồng, trên 3 tỷ đồng lúc chúng ta mua mới, thì các bác có thể thấy rằng nó quá là ok rồi, đúng không ạ? Đấy, và chúng tôi bán hàng là có cam kết, có bảo hành. À, sản phẩm là đảm bảo chất lượng thì lại càng ok nữa, đúng không ạ? Đấy, với giá là 460 triệu cho chiếc GLK được sản xuất năm 2010, màu trắng ngọc trinh trước mắt anh chị đây, thì thực sự là một sự hài lòng với cá nhân của tôi. Thì tôi đánh giá cao, rất cao về dòng xe mẹ. Đó,
Nếu các anh chị quan tâm thì thực sự có thể là dành một chút ít thời gian, chúng ta tiếp tục đi xuống phần gầm để thấy giá trị và chất lượng của chiếc xe Mercedes nó khác biệt ở như thế nào. Cái thứ hai là các bác quan tâm thì có thể đến tại địa chỉ đối diện khách sạn Trường Thành, đường An Định, thành phố Hải Dương, hoặc số hotline là 0935 323 33 33 để các bác có thể là cầm lái trải nghiệm đánh giá chiếc xe. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Một lần nữa thì đầu xuân năm mới xin chúc tất cả đại gia đình và tất cả các tín đồ đam mê xe cũng như các bác đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng xe và đam mê, một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng, phát tài tài lộc. Và cảm ơn các bác. Và bây giờ thì xin mời tất cả anh chị chúng ta dành một chút ít thời gian để đi xuống phần gầm trải nghiệm giá trị và chất lượng của chiếc xe. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và đây là phần gầm, đó là sự khác biệt của dòng xe me với những tất cả dòng xe bình thường. Thì đầu tiên các chị có thể thấy được cái giá trị những tiếng những cái miếng bảo vệ máy gầm. Bình thường nó chỉ là những cái tấm nhựa, nhưng xe me đã trang bị cho chúng ta một cái tấm thép dày như thế này, đạn bắn không xuyên. Thì khi đất đá quấn lên hoặc xảy va chạm thì cái này nó sẽ bảo vệ được cỗ máy không bị vào lốc máy các bác nhé. Đấy, giá trị khác biệt luôn, cái này hơn chục cân rồi. Và tất cả những cái thanh rằng treo nó là hợp kim nhôm. Đấy, thì cái này một là nó tăng độ cứng, hai là độ bền muôn thuở qua thời gian, các bác có thể thấy rằng nó không bị han. Đó, đây này, tì này, tất cả này đều có mã số nhé. Đó là cái giá trị của xe mẹt này. Đó, đây các bác có thể nhìn ngay nhé. Đó là sự khác biệt. Tại sao mà chạy xe mẹt nó lại chắc chắn, nó là cứng vững và bền vượt thời gian. Các bác lo gì nó hỏng. Và gầm của nó thì toàn bộ vật liệu cao cấp, chẳng hạn như là bô nó là hệ thống thép không dỉ. Đấy, thì cái bô bình thường chúng ta chạy thời gian nó han dỉ đi. Nhưng cái bô tại sao của mẹt nó cứ trắng sáng qua thời gian? Thì đây là minh chứng. Đây là minh chứng những cái mã của mẹt này. Các bác nhìn là không bao giờ nó han được. Nguyên zin nguyên bản nhé. Đấy, và tất cả những từ những thanh rằng, thanh càng, mọi thứ nó là mạ kẽm. Đấy, toàn vật liệu như thế vậy. Và đây là những cái tấm nhựa để bảo vệ gầm cách âm chống ồn và nhiều lớp khác nhau. Đấy, và tôn da thép của nó này, những cái đường keo của nó thì các bác thấy cứ xanh nẹt thôi. Đấy, không bao giờ bị han được. Ngoài cái thép cường lực tăng cái độ cứng với những cái hợp kim nhôm, thép không dỉ thì nó tuyệt vời. Gầm của nó chưa một vết chạm nào. Đấy, từ những cái tấm nhựa bảo vệ gầm không bị gãy vỡ, có nghĩa là không bị một vết chạm nào các bác nhé. Đây, bô của nó này, các bác nhìn này. Đấy, bô của nó là bô đôi. Đấy, về hệ thống treo là treo đa điểm. Đấy, và rất nhiều cái thanh treo cũng toàn bộ là hợp kim nhôm, các bác có thể thấy ngay nhé. Nó mãm bám đất cát thôi, cái này cứ phun nước đi là nó trắng tinh ngay, nó trở lại ngay. Đây này, đấy, trắng tinh luôn, những cái càng A cực kỳ khỏe khoắn. Cầu sau, cái này là 4 bánh, thì đây là cái hệ thống cầu sau. Đấy, cầu sau của nó, cầu đẩy nữa, thì cực kỳ khỏe khoắn. Đây các bác nhìn này. Đó, không bao giờ nhìn thấy han gì ở trên những chiếc xe mẹ. Đó là vật liệu cả cả bộ. Đó, đây nữa. Và để giá trị chúng tôi đảm bảo là xe không đâm xô không thì đây các bác có thể nhìn những cái đầu sassi là nguyên zin nguyên bản, không bị va chạm, đúng không ạ? Những cái đầu sassi thì khi nâng gầm lên chúng ta mới quay được như thế này, chứ bình thường chúng ta không phát hiện được nếu cái xe đã xảy ra va chạm. Nếu không nâng gầm, nâng cầu lên thì không biết được. Đấy, mọi cái các bác có thể nhìn vượt thời gian luôn, nó quá tuyệt vời và cực kỳ là giá trị mà nhiều anh chị thì không hiểu được. Chúng ta đừng lo lắng, đừng lo lắng về xe mẹ. Đồ của nó, vật liệu của nó rất bền, rất chắc chắn, rất cao cấp. Đấy, khi đồ các bác vào trong hãng thì nó hơi đắt hơn, nhưng mà các bác yên tâm, các bác dùng những xe này mà khi muốn thay một cái đồ gì thì alo cho Phúc Video. Chỉ cần chụp cái đăng kiểm, em mua đồ cho rẻ hơn trong hãng, chỉ bằng 1/5 ở trong hãng mà thôi, nó rất rẻ. Nhưng khi vào trong hãng thì chúng ta chấp nhận một cái giá cắt cổ. Đó là hãng sinh ra để kiếm tiền. Để các bác yên tâm, tôi luôn luôn đồng hành với các bác chọn đời xe để các bác có thể thấy là mua đồ mua lạc để các bác có thể sửa chữa thay thế sau này nếu có nhu cầu. Còn về độ bền của chiếc xe này thì nó vượt thời gian rồi, các bác yên tâm. Vâng, cảm ơn các bác, và các bác đã thấy được giá trị của xe mẹt chưa ạ? Vâng, đó, rất tuyệt vời đúng không ạ?